Tử vi tuổi Quý Sửu 1973, cư xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ được hưởng lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình an. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát. Như mọi người đã biết, việc lựa chọn cho mình được năm xây nhà tốt không phải ai cũng làm được. Với từng tuổi khác nhau thì sẽ có những vận hạn khác nhau. Vì vậy, việc xây nhà cũng có những điều kiện nhất định. Để xây nhà thì trước hết ta xét đến các yếu tố sau. Đầu tiên là tuổi của gia chủ không bị phạm vào kim lâu, hoàng ốc, tam tai. Sau khi tuổi không phạm, ta xét đến các yếu tố về vận đất, có bị phạm vào các đại sát như thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mộ kỷ đô thiên hay mộ long biến vận hay không. Nếu tuổi gia chủ Quý Sửu 1973 không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cắt bằng. Còn nếu gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 không hợp mà đất cũng không được vận thì hung họa khôn lường. Đặc biệt là nếu đã biết là xấu, không xây được mà còn cố tình phạm vào những điều đại kỵ tâm linh mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây thì hết sức nguy hiểm. Nhẹ thì mất tiền, ốm đau, bệnh tật, có thể dẫn đến mất mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người còn lại trong gia đình. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận, xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 đã bước sang tuổi 50. Năm nay, mệnh chủ tuổi Quý Sửu bị phạm hoàng ốc, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Quý Sửu muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Các gia chủ tuổi Quý Sửu thuộc cung ly mệnh hỏa có 4 hướng tốt là hướng Nam phục vị, Đông Nam thiên y, Bắc diên niên, hướng Đông sinh khí. Bên cạnh đó có 4 hướng xấu là hướng Đông Bắc họa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát, phía Tây ngũ quỷ. Quý vị thân mến, ở được nhà hợp hướng thì vô cùng tốt, mọi việc được hành thông thuận lợi. Nhưng nếu lỡ phạm vào những hướng xấu như Đông Bắc họa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục sát, Tây ngũ quỷ thì hung họa khôn lường. Cuộc sống của quý vị sẽ luôn gặp khó khăn trắc trở, gia đình nhiều khi bất hòa, công việc luôn bị người khác cản trở nên không thể có cơ hội phát triển. Còn con đường tài lộc thì điêu tàn, tiền có rồi lại mất, làm ăn vất vả và cả đời mà kết quả không thu được gì. Nhìn chung, những khí xấu ảnh hưởng do nhà không hợp hướng gây ra khiến cuộc sống của mệnh chủ Quý Sửu bị lao đao lận đận. Vậy nên mệnh chủ hóa giải những điểm xấu, tuổi Quý Sửu cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng cho các gia chủ Quý Sửu, giúp cho mọi người cùng những người trong gia đình có cuộc sống bình an, may mắn. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng riêng cho tuổi Quý Sửu. Điều đó sẽ giúp vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, hóa giải nhà không hợp hướng cùng với những sát khí từ phía trước ngôi nhà gây ra. Như quý vị đã biết, để xây được một ngôi nhà cần phải xét đến rất nhiều yếu tố, mà một trong các yếu tố tiên quyết là vận của đất. Mỗi năm vận đất sẽ khác nhau, vậy nên để biết trong năm 2022 Nhâm Dần những nhà nào xây được tốt, mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương, các công việc về văn. Nếu suy sẽ bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong những hướng tốt đối với gia chủ Quý Sửu. Ở hướng này được hướng diên niên. Diên niên hay phúc đức
Tượng là do vũ khúc thuộc hành kim là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức, hơn nữa lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ hai là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm 2022 nhâm dần bị do thất xích phá quân ngự trị. Thất xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao thất xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp, có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh, xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao thất xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Hướng Tây cũng là một trong những hướng xấu đối với tuổi Quý Sửu. Ở vào hướng này phạm vào ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh, thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó gây ra những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên sẽ gây ra nhiều mối nguy hiểm. Vậy nên mệnh chủ tuổi Quý Sửu cần treo một chiếc gương bắt quái tinh cầu trước cửa nhà để hóa giải, giúp gia chủ tuổi Quý Sửu có cuộc sống bình an, may mắn. Thứ ba là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nơi đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vì nên những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam là hướng phục vị, một trong 4 hướng tốt với gia chủ tuổi Quý Sửu. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh mọi sự xa sút. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng Thân bị phạm vào tuế phá, tọa Sửu hướng Mùi phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, cho nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cần hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Bên cạnh đó, Tây Nam là hướng xấu với mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Ở nhà hướng này phạm vào hướng Lục Sát. Lục Sát là sao Văn Khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cùng là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Nó là hung tinh nhưng so với các sao khác đỡ hung hại hơn, vì ngoài hai hành hỏa thổ thì nó đều tương sinh hoặc ngang hòa, nên tính hung hại đỡ hơn các hung tinh khác. Nhưng để hóa giải, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, hương bắt quái tinh cầu gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, các sát khí từ bên ngoài kéo đến ngôi nhà, giúp những người trong nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm 3 sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất cuối năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh, trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, hướng Đông là hướng sinh khí với gia chủ Quý Sửu. Như quý vị đã biết, sinh khí là sao Tham Lăng tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí bị Tây Trạch, gặp Càn Đoài bị kim hành khắc, nên thuộc tinh tốt bị khống chế, gặp Cấn, Khôn cũng bị tương khắc nên thuộc tính giảm. Thứ 6, hướng Tây Bắc.
hướng Tây Bắc gồm ba Sơn Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục Bạch là sao phụ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử cuộc sống cô độc, chết trong binh đao. Người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn, sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Ngoài ra, Tây Bắc là hướng xấu với mệnh chủ tuổi Quý Sửu, ở hướng này bị phạm vào tuyệt mệnh, một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, gây ra tuyệt khí từ khí vào nhà. Nên quý vị cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để có thể hóa giải, giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ Quý Sửu cùng toàn bộ gia đình. Thứ bảy, hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba Sơn Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần phạm vào Thái Tuế, Mậu Kỷ, Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc cũng là hướng không tốt đối với gia chủ tuổi Quý Sửu. Ở hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh gây nhiều hung khí, nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cũng cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, những sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của mệnh chủ, giúp cho những mệnh chủ tuổi Quý Sửu cùng gia đình cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm ba Sơn Thìn, Tốn, Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Hợi hướng Tị bị phạm Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn, tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an nhất. Với gia chủ tuổi Quý Sửu mà ở nhà hướng Đông thì hợp hướng, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao Cự Môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.